Đến tháng 7 âm hàng năm, phong tục giật cô hồn hàng năm được xem là một trong những phong tục quen thuộc của Việt Nam ta, nhưng ít ai hiểu được giật cô hồn là gì và những điều lưu ý khi đi giật cô hồn là gì. Giật cô hồn hay là giật cô hồn đều là một phong tục truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam ta. Vào tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn, hàng năm đây là một lễ cúng chúng sinh hay còn được gọi là lễ xá tội vong ân. Theo quan niệm dân gian, tháng cô hồn, tháng 7, đây là thời điểm này âm phủ sẽ mở cửa cho các vong hồn tự do đi về thăm gia đình, nhưng không phải vong hồn nào cũng có gia đình để về thăm nên những vong hồn không nơi nương tựa, đi lang thang nên được gọi là cô hồn. Do đó, bên cạnh làm những mâm lễ cúng để mời những vong linh người thân trở về thăm gia đình thăm nhà thì sẽ cúng thêm mâm lễ cúng cho các vong linh không nơi nương tựa đó để tránh bị ma quỷ quấy nhiễu. Bởi người xưa quan niệm rằng cúng chúng sinh chính là giúp đỡ các linh hồn vất vưởng, đói khát, không nơi nương tựa. Trước khi buổi lễ cúng kết thúc, gia chủ sẽ bưng ra mâm lễ gồm bánh kẹo, bỏng ngô, khoai luộc, kẹo, bánh ra ngoài đường để trẻ con tranh cướp nhau. Ngày trước, giật cô hồn thường là trò chơi của những đứa trẻ con trong xóm bởi người xưa tin rằng các cô hồn rất yêu trẻ con nên sẽ không tức giận khi thấy chúng vui vẻ, tươi cười. Và việc được mấy đứa trẻ con tranh giành đồ cúng sạch sẽ được xem là một điều may mắn cho gia chủ vì những cô hồn rất thích thấy những đứa trẻ vui vẻ, hào hứng hài lòng. Bên cạnh đó, nhiều người còn cho rằng cho trẻ em ăn đồ cúng là giúp chúng sẽ được phù hộ và khỏe mạnh. Do đó, đồ ăn giật từ những mâm giật cô hồn là bình thường, không phải lo lắng về những điều gì. Nguồn gốc của giật cô hồn xuất phát từ đâu? Theo Đại Đức Thích Nhật Thiện, ban trụ trì chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tục cúng cô hồn có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Những Phật tử ở Trung Hoa sẽ gọi lễ cúng này là phóng diệm khẩu, nghĩa là cúng để bố thí và cầu nguyện cho quỷ đói miệng lửa. Tuy nhiên, dân gian lại hiểu rộng và nói trại đi thành cúng cô hồn, nghĩa là cúng cho những vong linh vật vờ, không nơi nương tựa và than lang không có ai trên trần gian cúng bái. Tục cúng cô hồn này liên quan đến câu chuyện giữa ông A Nan Đà, hay gọi tắt là A Nan, với một con quỷ miệng lửa, diệm khẩu. Vào một đêm tối, A Nan đang ngồi trong tịnh thất thì thấy một con ngạ quỷ cổ nhỏ mà dài, thân thể khô gầy, miệng nhả ra lửa bước vào. Con quỷ miệng lửa đó cho biết rằng sau 3 ngày, A Nan sẽ chết và sẽ luân hồi vào cõi ngạ quỷ miệng lửa, mặt cháy đen như nó. A Nan nghe thế sợ quá, đã nhờ quỷ bày cho cách tránh khỏi khổ sở đó. Thế là, con quỷ đó đã bày cho ông rằng, ngày mai ông phải thí cho bọn ngạ quỷ chúng tôi mỗi đứa một hộp thức ăn, và soạn lễ cúng dường tam bảo thì ông sẽ được tăng thọ, còn tôi sẽ được sinh về cõi trên. A Nan đem chuyện này trình lên Đức Phật. Đức Phật bèn cho bài chú gọi là Cứu Bạc Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni. A Nan nghe theo lời Đức Phật và đem tụng trong lễ cúng và đã được thêm phúc thọ. Ở Trung Quốc, lễ cúng giật cô hồn này diễn ra vào ngày 14 tháng 7 âm lịch, còn ở Việt Nam thời gian này được diễn ra kéo dài nguyên một tháng, không nhất định ngày nào như bên Trung Quốc. Mặt khác, tháng 7 âm lịch còn được dân gian gọi là tháng cô hồn, là tháng mà được xem là không may mắn nên cũng hạn chế mua bán hay xây dựng vào tháng này. Giật cô hồn là hên hay xui? Có nhiều người cho rằng không nên tham gia vào việc giật cô hồn vì như thế là giành giật đồ của ma quỷ, rước họa vào bản thân. Tuy nhiên, trên thực tế thì đây chỉ là quan niệm cá nhân và được truyền miệng, không có một căn cứ cụ thể. Giật cô hồn cũng là một trong những phong tục trong truyền thống văn hóa của người Việt với ý nghĩa nhân văn. Việc ăn những đồ ăn sau khi giật cô hồn là hết sức bình thường, không có chuyện đồ giật cô hồn là giật đồ của ma quỷ. Cũng sẽ không đem lại những điều xui xẻo cho bản thân như lời truyền miệng. Ý nghĩa sâu xa của giật cô hồn. Ý nghĩa sâu xa của tháng giật cô hồn này cũng thể hiện được sự lương thiện, nhân từ và đạo đức của một người. Việc cúng cô hồn vào dịp tháng 7 này giúp cho các linh hồn đó cảm thấy được thanh thản và cảm nhận được tình thương của người trần. Quan niệm trần sao, âm vậy, sự xót thương, cảm thông với những vong hồn vất vưởng, lang thang được thể hiện qua những lễ cúng cô hồn. Giật cô hồn không chỉ đơn thuần là giúp cho các cô hồn được ăn uống, được vui vẻ khi lên trần gian mà giật cô hồn sẽ giúp gia chủ lấy đi những điều xui xẻo, điều không may sẽ bị giật theo. Như vậy thì càng có nhiều người đến giật thì sẽ càng có nhiều lộc,
và đồ ăn vật được thì đều có thể ăn uống bình thường mà không có lý gì phải lo lắng cho điều đó cả. Một số điều lưu ý của vật cô hồn mà bạn cần biết. Vật cô hồn cũng sẽ đem lại niềm vui và có nhiều phúc lợi, nhưng cũng có những điều lưu ý. Sau đây sẽ là một số lưu ý của vật cô hồn mà bạn cần biết tới. Về gia chủ, nên cúng cô hồn xong trước 12 giờ đêm trăng rằm tháng 7 âm. Thời gian cúng nên là buổi xế chiều hoặc tối, vì ban ngày ánh sáng, ánh nắng mạnh, khí dương quá thịnh. Đồ cúng tránh những món mặn, xôi, gà, lợn, chỉ nên dùng bánh, kẹo, hoa quả và đặc biệt phải có cháo loãng. Vị trí để đặt mâm lễ nên trước sân, ngoài trời của căn nhà, tránh đặt ngay bậu cửa. Khi trải tiền vàng ra mâm cúng nhớ phải quay ra bốn hướng đông, tây, nam, bắc, mỗi hướng phải cắm từ 3, 5, 7 cây nhang. Kết thúc lễ cúng, nên vải gạo muối ra sân và ra đường, sau đó mới thực hiện đốt vàng mã. Những đồ ăn còn dư trong mâm lễ nhất định không đem vào nhà, có thể gói lại và đem cho những người khuất thực hoặc ăn mày. Về người vật cô hồn, chỉ tiến hành vật cô hồn ngay sau khi gia chủ làm lễ xong. Nếu người khác đã lấy rồi thì không nên cướp hay giành vật lại. Hay nếu đồ của mình mà một người khác giật hay cướp thì cũng không nên giành lại. Chuẩn bị mâm cúng cô hồn. Trước tiên sẽ chuẩn bị về mâm cúng cô hồn thương mang ý nghĩa làm phúc, gồm những lễ vật sau: muối gạo, một đĩa. Mía, để nguyên vỏ và chặt từng khúc nhỏ độ 15cm. Giấy áo, giấy tiền vàng bạc. Cháo trắng nấu lỏng, 12 chén nhỏ, hay là cơm vắt, 3 vắt. Bánh, kẹo, tiền mặt, tiền thật, các loại mệnh giá, thường là tiền mệnh giá nhỏ. 12 cục đường thẻ. Bỗng ngô, khoai lang luộc, ngô luộc, sắn luộc. Nước, 3 ly nhỏ. 3 cây nhang. 2 ngọn nến nhỏ. Hoa, quả 5 loại 5 màu, ngũ sắc. Đặc biệt lưu ý rằng trong mâm lễ không được cúng xôi, gà. Khi trải tiền vàng ra mâm cúng nhớ phải quay ra 4 hướng đông, tây, nam, bắc, mỗi hướng phải cắm từ 3, 5, 7 cây nhang. Bày lễ và cúng ngoài trời. Món quan trọng nhất trong mâm cúng là cháo loãng, vì quan niệm dân gian của người xưa cho rằng món cháo loãng này chính là dành cho những linh hồn bị đày đọa có thực quản hẹp và nhỏ nên không thể nuốt được những thức ăn thông thường hay khó ăn dễ nghẹn. Văn khấn cúng vật cô hồn. Khi cúng sẽ có những bài văn khấn, sau đây là văn khấn có thể tham khảo qua. Bài văn khấn số 1: Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Con lạy chính phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương. Con lạy Đức Phật Di Đà. Con lạy Bồ Tát Quan Âm. Con lạy Táo Phủ Thần Quân Chinh Thần. Tiết tháng 7 sắp thu phân, ngày rằm xá tội vong nhân hải hà. M cung mở cửa ngục ra, vong linh không cửa không nhà. Đại Thánh Khảo Giáo Ta Nan Đà Tôn Giả. Tiếp chúng sinh không mã, không mồ bốn phương. Gốc cây xó chợ đầu đường, không nơi nương tựa đêm ngày lang thang. Quanh năm đói rét cơ hàng, không manh áo mỏng che làng heo may. Cô hồn Nam Bắc Đông Tây, trẻ già trai gái về đây hợp đoàn. Nay nghe tín chủ thỉnh mời, lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau. Cơm canh cháo nẻ trầu cao, tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh. Gạo muối quả thực hoa đăng, mang theo một chút để dành ngày mai. Phù hộ tín chủ lộc tài, an khang thịnh vượng hòa hài gia trung. Nhớ ngày xá tội vong nhân, lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời. Bây giờ nhận hưởng xong rồi, dắt nhau già trẻ về nơi âm phần. Tín chủ thiêu hóa kim ngân, cùng với quần áo đã được phân chia. Kính cáo tôn thần, chứng minh công đức cho tín chủ con. Tên là vợ, chồng, con trai, con gái. Ngụ tại. Thời gian cúng vật cô hồn. Thời gian cúng cô hồn cũng vô cùng quan trọng. Lễ cúng cô hồn diễn ra thích hợp nhất nên thực hiện vào buổi xế chiều tối. Do ban ngày có ánh sáng, ánh nắng mạnh nên các linh hồn sẽ rất yếu. Do đó, khi cúng vào ban ngày các linh hồn lang thang, không nơi nương tựa khó mà nhận được những vật phẩm của các gia chủ, và lúc đó lễ cúng đó sẽ giảm bớt hiệu quả đi.
Vị trí của mâm lễ nên đặt ngoài sân, tránh đặt ngay bậu cửa. Nhiều người sẽ lo ngại khi cúng chúng sinh xong không biết cách mời vong đi sẽ rước vong vào nhà. Lúc này có thể thực hiện mâm lễ tại chùa cho đỡ lo ngại. Lễ cúng rằm tháng 7 được thực hiện tại nhà nên theo các lễ sau: trước tiên cúng Phật, rồi sau đó cúng thần linh, cúng gia tiên, cúng ký thực cô hồn và cuối cùng là phóng sinh. Cách mời vong linh đi sau khi cúng cô hồn. Có những gia chủ khi mời vong linh về cúng nhưng sau đó khi cúng xong lại không biết cách mời đi nên đã để cho những cô hồn đó đã quanh quẩn trong nhà mà không đi. Do đó, trong nghi lễ cúng có bài khấn và nhất định không được quên câu: bây giờ nhận hưởng xong rồi, dắt nhau già trẻ về nơi âm phần, sau đó vải gạo, muối ra sân, ra đường và đốt vàng mã. Chỉ cần làm như thế là an tâm, mọi việc đã xong.